Hello, xin chào mấy bạn. Hôm nay mình đang ở I Am Phở ở Phúc Quýt-lâm. Ở đây nó có một món mà Heo rất thích. Heo sẽ giới thiệu cho mấy bạn coi. Let's go. Phải mà mình có ly cà phê đảo quá ha. Phải mình có ly bơ xay đảo quá ha. Ready? In like 5 minutes. Sorry, I just feel me. Sorry, buddy. Cà phê bơ xay có đầy đủ ở trong đây. Bây giờ mình vô ăn ha. Tôi là Phở và một cái nhà hàng cách downtown Vancouver khoảng 20 phút lái xe. Nhà hàng này rất gần IKEA trên xa lộ số 1. Ở đây sẽ có mấy món mình thường xuyên thấy ở nhà hàng Việt Nam, một hai món hiếm có và một món mình nghĩ rất đáng thử. Đó, đó, coi nè. Ở đâu mà mấy bạn ăn ở ngoài trời đẹp nắng như vậy được? Rồi, món trước nhất mình sẽ ăn cánh gà chiên. Cánh gà này có ướp sẵn và mới chiên. Với lại có hành lá với tỏi luôn cho mấy bạn ăn. Chiên tỏi với hành lá luôn. Thơm lắm. Mỗi lần mình ăn cánh gà mình phải làm như vậy. Cánh gà vậy mới dễ ăn nè mấy bạn. Này là sauce chua ngọt, chili sauce. Các bạn thấy này là cánh gà nó giòn ở ngoài mà nó không có khô ở trong. Nếu mà nhìn kỹ cái miếng thịt đó là nó không có overcook mà nó không có khô. Nó sauce chấm nữa. Đó, thì nếu mà ăn cánh gà mấy bạn cái sấy cái xương ra. Đó, cầm cánh gà một bên. Sấy miếng xương ra. Này sấy thêm miếng xương ra nữa là có nguyên cánh gà ăn. Cánh gà mà muốn ngon thì phải có thêm cái hành với tỏi này để lên rác lên chút xíu thôi mà cái gia vị nó khác chút, cả nó có cái tỏi. Bây giờ tới món gỏi xoài. Khi mà mấy bạn ăn gỏi á giờ nó có mấy miếng hành phi ở trên á, mình ăn cái gỏi nó mềm mềm mà tự động cái ăn hành phi á cái nó có cái miếng cứng cứng á, nó giòn giòn á, nó khác khác cái texture ngon. Đó, gỏi xoài thì có tôm đây, trước nhất tôm xoài. Cái này là ngò với củ sắn, cà rốt, hành cải. Of course với lại có cái nước giấm, giấm nước mắm, nước dressing của nó. Ăn thử rồi. Gỏi ngon hay dở là vì cái nước mắm. Cái nước mắm này nó vừa đủ ăn thôi, không có mặn quá mà không có chua quá, ngon lắm. Mà theo mình thấy á, cái gỏi mà gỏi xoài mà nó có dĩa bự như vậy á mà cái giá đã bán ở đây thì nó vừa hợp lý. Nhiều xoài lắm mấy bạn. Ngon lắm. Bây giờ mình ăn tô phở. Soundstripe. Cái này là tô phở đặc biệt ở đây nha. Tô phở này có tái, nạm, gân. Gân đây, miếng gân nè. Đó, sắt.
dĩ bò viên. Bây giờ đây nhiều thịt lắm mấy bạn ơi, đó coi nước phở nè. Trước nhất thử nước lèo. Đậm đà mùi phở. Nhiều thịt quá. Heo thích ăn bò viên trước. À chấm. Cái bánh phở này ở đây nó giống bánh phở Việt Nam hơn nha. Nó không có giống như bánh phở hủ tiếu, cái này là bánh nó mỏng hơn chứ nó giống như phở tươi. Đấy. Tô phở heo thích nhất là miếng gân. Gân mềm. Gân phải mềm. À, nếu mà muốn gân mềm thì phải nấu lâu thiệt là lâu mới mềm. Bạn kêu tô phở được mấy miếng gân bự. Không phải mấy miếng nhỏ xíu như vậy mà miếng bự. Này là miếng nạm. Có sắc nữa. Bây giờ tới món bò kho. Bò kho thì có thịt bò. Thịt bò kho lâu thì có lâu, nó mới mềm. Có cà rốt. Cà rốt đây. And củ cải trắng. Củ cải trắng. Như là cái sốt đây. Bò kho ở đây thì mấy bạn ăn hủ tiếu hoặc cơm. Nhưng mà bữa nay thì mình lựa bánh mì. Bánh mì vừa mềm ở trong và giòn ở ngoài để chấm. Chấm nước. Rồi. Ăn miếng thịt bò. Ồ, thịt bò mềm lắm coi nè, lấy đũa thôi nè. Cái bánh mì. Đây có chút xíu mỡ thôi. Miếng thịt này có chút xíu mỡ nha mấy bạn coi nè. Rồi bây giờ mình sẽ ăn cái món mà heo thích nhất ở đây. Mỗi lần heo tới đây heo sẽ kêu món này. Đó. Cái này là sườn bò nha mấy bạn. Tại sao heo thích nhất món này? Là tại vì nó ngon. Trước nhất là nó ngon, sau khi đó là nó xứng đáng với cái số tiền mình bỏ ra để mình ăn. Đó. Sườn short rib thì đa số là một trong cái loại thịt mà cũng mắc hơn. Tại nó cũng là thịt bò, thịt sườn bò. Mà theo thấy cái số tiền mà mình bỏ ra ở cái nhà hàng này á, thì nó đáng ăn lắm. Đó. Khi mình còn ở Calgary á, mùa hè á, là có barbecue. Còn có barbecue thì có món này của mình làm. Không biết mấy bạn còn nhớ mấy bạn của heo còn nhớ món này để mình làm không. Nhưng mà cái miếng thịt này đó, nó đặc biệt cái á, là nó có xương, nó có mỡ, nó có thịt. Lúc mà nó có mỡ á, thì nếu mà mấy bạn nướng khét á, hay là mấy bạn nướng lâu lâu một chút thì mỡ nó sẽ chảy, thịt nó sẽ mềm hơn. Rồi cái nếu mà có xương á, lúc mà mấy bạn ướp cái thịt nào mà nó có xương á, nó sẽ thấm cái gia vị hơn. Lúc mà mình ướp lên nó mình nướng á, nó sẽ rất ngon. Đó. Cái sườn này á, thì heo cũng có cái công thức của heo. Ở đây á, thì mình không biết cái công thức bí mật của cái nhà hàng nó làm sao. Nhưng mà nó đặc biệt lắm mà nó ngon hơn mấy chỗ khác. Với lại heo thấy ở đây không á, là nó cũng có xả. Với lại người ta nướng trên cái lò là nó fresh to order là, và mỗi lần mấy bạn kêu á, nhà hàng nó mới làm. Thôi đồ ăn ngon quá, heo xin hẹn mấy bạn gặp lại bữa khác. Nếu mà mấy bạn ở gần phố của Quýt Lâm, gần cái IKEA á, thì tới hai em phở thử cái món này, thử cái món sườn bò ăn thử đi. Hẹn mấy bạn gặp lại mấy clip sau. Thank you, bye bye.